Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Jackie và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft mod. Thì các bạn đã biết thì đã lâu lắm rồi. Cách đây như khoảng nửa năm mình không biết, không nhớ nữa, không nhớ thời gian, nhưng mà mình có làm một cái mod về camping. Và bây giờ đây, mình sẽ chơi một cái camping mod thật sự luôn. Bây giờ mình, tại lúc đó mình rất là ngu về mod nên mình đã quá nản. Tại vì mà lúc đó cái mod nó bị trục trặc á, mình quá nản, bây giờ mình đã làm được rồi. Thì mình nói các bạn nha, trong người mình á có những cái món đạo cụ mình bắt buộc phải bỏ vào là hòm. Tại vì á, thứ nhất đây là cái cuốn sách hướng dẫn cách ráp đồ cho mình, thì nó sẽ rất là thuận tiện cho mình trong việc ráp đồ này nọ. Tại vì nó có rất là nhiều công thức và mình phải lười lên xem mạng lắm. Thứ hai á, đây là cái lá hem. Nó thường mọc ở ven sông hay cái gì đó, nhưng mà mình đi khắp cái map không thấy cái này ở đâu cả, nên mình quyết định mình lấy số lượng vừa đủ bỏ cho người. Nói chung là ví dụ mình đi đường nhặt nó đi, tại vì mình đi hoặc không thấy nó ở đâu vậy nè, không thấy nó ở đâu luôn. Rồi tiếp theo á là cái pancake, thì sẽ có những vật dụng mình sẽ cần. Trong đây nó có cho mình mấy cái stick, rồi stick bằng sắt và cái nồi và sợi chỉ, thì có lẽ là mình sẽ cần nó sau. Rồi đây là cái đèn, thì ban đêm á mình sẽ cần lá đèn lắm. Thì giống như mình đừng dân đi phượt đi, thì mình spawn trong thế giới này, và chúng ta mới spawn mình đã thấy được cái thằng này đi cắm trại ở đây rồi, thì mình quyết định sẽ chiếm thằng này luôn ha. Bây giờ là cái lều của tao, ok bitch. Ơi lộn, bây giờ mình thấy các bạn xem shit. Shit của cái này là đây rất là dài nha. Thì các bạn có thể chơi cái world của mình, thì bạn có bỏ gì vô thì bạn sẽ thấy một cái thằng spawn ở đây. Không biết là nếu các bạn chơi cái mod này á, thì các bạn không biết có gặp thằng này giống mình không, nhưng mình không biết nữa. Thì nói chung ở đây đã có sẵn đầy đủ một cái lều với lại cái giường ngủ ở đây. Và ở đây có một cái gì ta, cái củi lửa. Chung vậy thì bây giờ mình sẽ làm công việc đầu tiên, đó chính là chặt gỗ, rất là quan trọng. Tại vì cắm trại mà cần rất là nhiều thứ đúng không? Bây giờ mình sẽ cần cái gì đầu tiên? Giờ mình lấy gỗ tới đi rồi tính, làm gì thì làm, tính sai thì tính đúng không? Ok, fuck, ok có rồi đấy. Thì mình có thể mình bật chế độ bình thường được không? Ok, cái crafting mod này có thể cho chúng ta đầu tiên là con dao. Mình sẽ làm con dao này, tại vì con dao này nó có công dụng nhiều thứ, như làm cái giường nè, rồi làm gỗ nè, rồi cắt này ra thành cái miếng canvas nè. Nói chung á là tìm một bông hoa màu đỏ. Bông hoa màu đỏ nó thật là tìm trong rừng cũng thấy thôi, thì mình sẽ làm kiếm sắt trước, tại vì sắt quan trọng hơn. Thì mình sẽ làm một cái table rap. Ok, ở đây, và chúng ta sẽ làm một cái cuốc riêng cho mình. Ok, để đây nó quay chén, chúng ta muốn biết để đây đi. Fuck, đây ngon là cành đào. Chúng ta sẽ đi làm một cái cuốc bằng gỗ. Ok, trong quá trình mình đi làm thì mình cũng sẽ tìm luôn bông hoa màu đỏ. Tại sao phải nhất định là bông hoa màu đỏ, thì bông hoa này nó có màu đỏ đâu đúng không? Thấy chưa? Màu hồng, đậu phộng, đùa không, nó không ra cho mình màu đỏ mà, thấy không? Sỉ nhục mình thiệt chứ. Ok, thì mình sẽ cái đặt xuống dưới, biết đâu là ở dưới có cho mình sắt và than, thì không biết sẽ thế nào đây. Công việc này cũng rất là mệt mỏi và khó khăn cho mình. Hy vọng là mình sẽ tìm ra bông hoa màu đỏ, tại bông hoa màu đỏ nó phải tìm được đâu. Ở trong rừng này, không biết trong rừng nó toàn mọc mấy bông hoa màu hồng mà không có bông hoa màu đỏ cho mình. Thật là trời, độ sâu giờ mới 60, chắc mình sẽ skip cái đoạn này quá à. Phật, cái hang đó mình đào xuống nãy giờ chưa xuống được cái hang nữa, nên mình quyết định là mình sẽ đi tiến hành trước đi. Tại vì mình đào xuống dưới hoài mình chưa thấy cái hang, nên mình rất là lo sợ về thời gian. Thì trong đây đó mình đã làm một cái kiếm rồi, này rất là ngon chim đúng không? Không biết bông hoa màu đỏ tìm ở đâu nữa, tại trong rừng như nói trong rừng nó có bông hoa màu đỏ đâu, tại vì nó ở ngoài thảo nguyên thôi, mình không biết nữa. Nhưng mà có kiếm than đã, tại vì than á dùng để bán lửa cho cái lửa trại của mình, thì cái lửa trại nó sẽ làm công dụng thay cho cả cái bếp lửa nữa, và nướng thì cũng có thể nướng nhiều món đồ ăn cùng lúc được. Hy vọng là mình có thể trước khi trời tối. Chết cha rồi, sure.
Sure please. Có heo thì mình sẽ giết heo ăn qua ngày. Hello heo, how are you? How are you heo? Ok, giết bốn heo rồi, tội nghiệp quá. Mình phải tìm một cái hang nào đó lộ thiên. Mình sợ lắm, tại vì không có cái hang á, không biết là một cái thể qua hỏi cái cơn hạn nạn này không, để mình kiếm vào có cái hang qua đây không, là có gì sáng mai là mình đi tìm nó. Ui, hy vọng đây cái hang, hy vọng. Ui trời ơi, ngon chim, có một cái hang rồi. Thì mình sẽ la cà đâu đó để mình thấy bông hoa màu vàng. Thường á bông hoa màu đỏ sẽ mọc gần bông hoa màu đen màu vàng. Hey, bông hoa màu đỏ được Reaper. Stop Reaper, mày không có quyền hạn ở đây. Nó. Boom. Ok. Có thằng heo rồi, phải không? Chưa chết mày. Xong mày cũng chết luôn đi. Ok. Mình sẽ đi lạc quá, ông rằng mình không đi lạc. Ok. Mình sẽ lấy hết bông hoa đây luôn. Vì sao? Tại vì bông hoa cái kéo á nó không phải là vô hạn, cái kéo nó có thể bị con dao đầu con dao chứ, con dao có thể bị gãy. Ok, làm luôn. Cũng may là cái vùng mình làm á nó một phong cảnh đẹp phải không? Rất là đẹp. Các góc nhìn á, mặt trời mọc trời lặn rất là đẹp. Và mà không lo sợ về cái không có giường nó ngủ, nếu không có giường một cây làm giết mấy con cừu để làm giường thì ở đây có sẵn cái lửa trại, có thằng cờ hó kia rồi. Hy vọng là nó chia sẻ cho mình ngủ chung. Hello anh. Mẹ ơi. Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Reaper luôn rồi kìa. Ôi. Khoan. Từ từ. Đêm nay mình chưa có đủ đồ nên mình rất lo lắng. Thằng kia đâu rồi? Rồi, thằng kia bị giết rồi. Thằng kia bị giết rồi. Tại sao lại thế? Ok, mình có thể bỏ than như đây. Hết vô phải không? Chết rồi. Hiểu rồi. Shit. Phải lập cái lò trước đã. Hình nấu ra bếp lửa như là phải làm bằng cách khác. Mà mình chưa biết nó làm cách nào. Rồi từ đi. Trước tiên là phải nấu cái này đã, rồi tính sau là tính. Rồi bây giờ mình có thể làm cho mình một cái kéo, bỏ hết vào đây. Chưa có sắt nữa, holy shit. Ở trong này có công thức làm cái gì bị bạ không? Trời ơi, nó không cho mình công thức làm bếp lửa. Đồ. Wow. Hiểu không? Ở đây nè, cooking campfire. Đây chỉ là fuck cooking campfire làm sao. Ok, chúng ta có thể làm bằng bốn cục đá đơn giản đấy. Cái này dùng để nấu, còn này thì dùng để ra lửa. Ok, cái này chúng ta bỏ than vô. Chết rồi, bỏ than vô không được, nó không cho bỏ than vô. Cha, mình bỏ hết mẹ than vô đây rồi. Thôi kệ, ăn đi. Ok, mà làm cái gì mà decorate một cách nào ta, thật là đáng lo ngại rồi nha. Tôi là tôi không thích cái này rồi nha. Để tại mình sẽ kéo xuống từ từ. What the fuck. Ngủ đi. Chúng ta có thể bỏ giường vô được, rồi chúng ta có thể bỏ Latin vô được. Đó, bỏ giường, bỏ cái này vô là chúng ta sẽ sáng lên mà không cần. Mình sẽ lấy cái đèn này. Con cừu này mình cút ra tao. Cái đèn này mình có thể treo ở đây nè. Đó, rồi giờ đi ngủ thôi. Sleep. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm sắt. Ok. Đi nè. Hello. Tại sao mình lại bị cái này? Hên mình không chết á. Cũng may mình không chết. Ủa tại sao nó lại ở đây? Mà tưởng nó chết rồi chứ. Phớt. Đậu còn. Rồi. Mới xếp xếp nó rồi. Hello. Đi đâu vậy? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Nó đổi cho mình. Fuck mày đùa. Có kéo nè. Mình phải còn bảo nhưng mà thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm sắt. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ok, đi nào anh em. Chúng tôi đã đầy đủ lương thực rồi. Chắc mình phải lên mạng mình xem cách nấu đồ ăn qua cái bếp lửa. Mình biết qua cái lửa mà cái lửa trại á. Làm sao ta? Mình không biết cách làm. Ok. Giờ tìm sắt đi. Ngày thứ hai là chưa có sắt nữa. Hư cấu. Thì là hư cấu quá đi giờ. Ở đây có gấu nha các bạn. Ở đây đặc biệt trong cái mod này á, nó có cả gấu và cả con cáo. Cáo mà nhìn rất là giống sói. Con gấu á nó rất là mạnh. Thì cái một cú cắn nó mình sẽ mất 3 giọt máu. Nghĩa là mạnh hơn cả zombie nữa. Thì mình sẽ làm một cái bẫy gấu. Hớt làm bẫy gấu cũng dễ thôi. Thì mình có thể làm một cái này nè. Đâu rồi? Trap. Đây. Bẫy gấu, chúng ta hãy bỏ sắt giữa vào để xung quanh. Rồi bỏ đồ ăn vào đó dụ mồi thì rất là đơn giản. Mình đánh dấu vị trí này. Ok, có gì mình lẹt quay lại. Ok. Tối hôm qua mình thấy một cái hang ở bên kia, mình sẽ qua kiểm tra. Hang này không? Đúng rồi, hang này nè. Hy vọng là dưới đây nó có cho mình đầy đủ mọi thứ mình cần. Mày trôn tao thấy đủ rồi đây. Tao quay lại cái hang mà tao đã tìm. Để coi. Mình không thể bỏ cuộc được. Biết đâu quanh đây có những cái hang nào mới mẻ hay sao. Không có một cái hang nào luôn. Tàn thang với thang là thang. Holy shit. Đồ chứa thang nhiều thế. Cho tao một miếng. Trời ơi. Hồi này có không? Ở đây chỉ là một rãnh nước thôi. Mình thấy. Ồ, không có gì hết. Tuyệt. Mình có thể đào sắt, đào cát. Tại vì trong bản này á, cát cũng có lợi để làm cái lò hủy tinh. Và mình có thể dùng lò hủy tinh dùng để làm kẹo bông gòn. Thường các bạn có phim bên Mỹ á, chúng ta người ta có kẹo bông gòn để ăn á. Mình đi quá xa rồi, em đi xa quá rồi. Có hang nè. Hy vọng đi. Đùa. Fuck. Ui. Ở đây có không? Fuck. Đùa. 2000 years later. Đây. Fuck. Bạn nhìn xem, mình xuống tầng 17 rồi đó. Bây giờ mới có sắt. The fuck. Đùa chứ. Sắt gì mà khan hiếm hơn cả kim cương. Tìm hoài không ra. Đùa. Vã cả linh hồn ra. Nãy giờ đã đúng mình luôn các bạn. Ôi ơi, lượng sắt như đây là chưa đủ với mình. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi lên. Quá mất nhiều thời gian với đống sắt chết tiệt này rồi. Lên. Hồi nãy mình lười quá, mình làm cái xe bồ ráp ở đây luôn. Lên luôn. Mình nghĩ là trời tối rồi đó. Đi. Holy shit. Đây. Cuối cùng cũng có sắt. Thật là một tin mừng. Tại sao ở đây có hang mà không bao giờ có sắt? Đùa bố à. Ở đây. Thật là yên bình quá đi. Ở đây sao có... Set item được rồi. Xóa đi. Ok. Tại sao mình không được làm nướng lửa trên đó được ta? Mình không biết tại sao. Ai nói chỉ tôi với. Với lại hành iron stick này có làm được cái gì? Làm được cái bẫy nè. Ok. Rồi còn làm được gì nữa không? Bây giờ mình cần làm cái cục đường. Thì làm cục đường đó, chúng ta phải có mía, trứng, thì nước hoặc cái bát. Thì cái đó là một điều quá là sức. Ở đây, qua đây đâu có mía đâu. Ê, mày có mía không cu? Mày nó liền có mía, nó bán nó làm đồ shit không à. A few moments later. Không có mía. Đậu phong. Đùa. Ok. Năm cục rồi, cục số 6 nữa là chúng ta có thể làm cái cây dào.
mà cứ dùng cái kéo hoài đậu phộng. Đây và chúng ta bỏ vô rồi thả cái kéo. Cái kéo này có rất là nhiều công dụng cho chúng ta mà nó không có sức tấn công nha các bạn, nó không dùng để đánh nhau luôn. Thì mình có thể làm gì với cái kéo này đây? Đây cái kéo làm giường nè, chúng ta hãy cắt gỗ ra để nằm. Để mình lấy một cái gỗ cho các bạn xem. Mình quên, chúng ta thể bỏ cái này vô đây nè. Vô đây thì chúng ta thể một cái wrapping table là di động luôn đó, thì chúng ta có thể vô đây wrap luôn một cái wrapping table di động đấy. Fuck, mình làm gì vậy? Làm cái rìu mình làm cái cuốc, what the fuck, nháo rồi. Đây chim lần cành đào, ở đây không có mía là nguy rồi đó nha. Tìm đâu ra mía với gà thì chắc phải đi sâu trong rừng nữa. Thật là mình sẽ dời đồ, bạn hiểu không? Mình sẽ đập mấy cái này ra và di dời, nghĩa là mình dân đi phượt các bạn. Dân đi phượt thì khoan đã, bây giờ mình có gỗ rồi phải không, thì mình có thể cắt gỗ ra bằng cái này đấy. Rồi đó, mỗi lần làm á là cái kéo nó sẽ bị mất, mình có 200 lần để làm thôi. Thì chúng ta sẽ để đây đấy, ngồi không, cái này nhìn không đẹp lắm. Để đây nè, có hai người. Ê cu, qua đây ngồi không cu, nó đâu rồi? Thằng này nó đi leo lỏng lên tinh lớn rồi, leo lỏng một cái ngồi đúng không? Ngồi đấy đó, giờ ta phải ngồi đây nướng nước trại mặc dù chúng ta không có gì nữa. Fuck, bây giờ ta nướng thịt tiếp đi, làm sao để nướng thịt ở đây ra thật là đều đáng lo ngại. Ở đây có lượng than nè, ở đây mới bỏ cái gì vô, bỏ này vô đúng không? Đúng rồi, bỏ này vô thì chúng ta sẽ ra lửa màu đỏ. What the fuck, sức mạnh, chúng ta có sức mạnh. Yes, vậy là chúng ta bỏ vô có sức mạnh phải không? Rồi chém một phát chết luôn. Wow hay. Vậy là chúng ta có thể thu thập những bông hoa để bỏ vô. Chúng ta có thể bông hoa này thì chúng ta có sức mạnh gì? Bỏ ra coi, chúng ta không có gì cả. Fuck, lừa đảo. Có lẽ chúng ta nên ngủ vào giờ này, hay là từ từ để mình coi. Chúng ta có thể làm một cái túi bằng ba lô, thì chúng ta có thể bỏ như đây, rồi bỏ như đây. Chúng ta có cái túi vải, đấy được 20 cái, thì chúng ta hãy làm một cái túi bằng ba lô, rồi đây bỏ xung quanh, đây một cái ba lô và chúng ta sẽ không phải bỏ vô đây đúng rồi. Chúng ta có thể có một cái không gian di động, chúng ta có thể tự do thoải mái. Ở đây là cái lập trình thôi, thì mình có thể bấm gì đó, ok, nghĩa là làm những cái phím tắt. Còn ở đây hay bỏ bản đồ vô đây, là bỏ cái Latin vô đây, đây bỏ cho người không bỏ được à, đùa. Thì chúng ta sẽ đi ngủ. Tại chỗ này mình thấy nó không có nhiều sắt lắm, nhiều hang lắm. Ok, chắc là chúng ta nên lên đường, ngủ. Sleep. Sáng rồi, chúng ta nên di dời chỗ này. Đây đó, cái này đập được không? Mất luôn phải không? Đừng có nói với tôi. Ok, ngon. Đập ở đây. Không cần. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển nhà. Hãy hướng đến một ngôi nhà mới của chúng ta, một ngôi nhà mà không có một ngôi nhà luôn luôn tiện nghi. Bỏ mấy cái thứ không có thể vô. Chúng ta bỏ từng cái vô chứ không bỏ liên tục vô được à? Đồ chứ, thịt heo cũng chưa chín nữa phải không? Oh man, chúng ta không có thịt heo, heo thì nó sẽ ăn. Bây giờ chúng mình sẽ đi giết heo, giết bò, giết heo gì đó. Tại vì chúng ta sẽ không còn ở đây nữa, đúng không? Không có một cây miếng nào luôn. Đồ chứ, cắm trại như shit.
chúng ta hãy để heo hoa, tại vì bỏ hoa vô cái trại lửa thì chúng ta có thể có những cái phép thuật. Đây, heo, bò, gà, vịt bơi vô đây hết, anh chấp hết. Ở đây nhiều ngựa vãi cái linh hồn ra các bạn. Vãi. Vâng, chúng ta gặp một ngôi làng. Có vẻ là mình sẽ cần thức ăn ở đây. Ngon chim. Cái nơi này nó giống như nó bị cơn bão quét vào cái. Oh man. Bắt cua à hả? Yeah. Lần đầu tiên mình bắt cua được. Oh my god. Oh my fucking god. Ngon chim thế. Bỏ vô đây. Rồi chúng ta đã có áo giáp. Ngon stream. Chúng ta hãy mang cà rốt để ăn ngọc đường. Có gì cần thì mình sẽ lấy ra. Cuối cùng cũng xong. 1 tỷ năm sau, và chúng ta đã thấy được một cái trại của hai thằng lừa nào đó. Và đây, các bạn có thể thấy đây là một cái skin nữ của một người cắm trại ở bên đây. Đây là skin nữ của nó. Nữ hay nam mình không biết, nhưng mà thấy mặc đồ giống nữ quá. Phải không? Nhìn tao hoài hả mày? Ok thì mình tiếp tục hành trình thôi. Mình có thể ngủ nhờ của nó. Thì mình á, tao nhập đường đi á, mình có nhặt được mấy bông hoa. Thì mình để xem nó có công dụng gì không, khi mình bỏ vô thử nghiệm thôi. Màu đỏ thì mình biết rồi, vậy màu đỏ bỏ vô lại, màu đỏ không tính. Ok, chúng ta sẽ lấy thử màu đỏ rồi. Màu hồng nhưng cũng không được, phải màu trắng. Liệu màu trắng nó có cho ra cái gì không? Có như màu xám, giống như lên, giống như sike vậy á. Ok, thôi được nè, chúng ta sẽ có có gì? Không có gì luôn. What? Nó có thời gian nè, sao mình không có gì đã? Hay là mình mạnh lên chút nữa coi, có gì nhanh hơn không? Gây yếu. Mình yếu hơn hả, phải không? Để coi. Ủa mình mạnh cũng mạnh mà, hay là mình gây đối thủ cho yếu, mình không biết. Màu xám nó là sao? Ý mày là sao? Vậy là mình biết là màu đỏ là tăng sức mạnh, màu xám là dây yếu, ở đây màu trắng. Màu trắng là cái gì? Vẫn vậy à, vẫn màu xám mà. Hương cấu nhờ. Có màu hồng, màu hồng thì chắc không có gì. Màu vàng nè, màu vàng chắc phải có gì chứ đúng không? Hello, từ trong con màu vàng coi. Hình như không có công dụng, hay là nó xài rồi nó không được xài nữa. Bỏ vô coi. Được nè. Màu vàng thì ra cái gì ta? Chưa, nó chưa hiện ra. Để chờ coi. À, tiện thể có mía phải không? Bây giờ mình sẽ dùng mía để làm một số thứ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái kéo vô đây. Rồi. Chúng ta hãy dùng mía để làm đường. Đường đây. Mía đường á, thì chúng ta có thể là hai công thức vậy nè. Chúng ta sẽ rải đường dọc hai bên. À khoan, mình chưa có cát mà. Bậy quá. Nấu cát lên. Cát là trứng, nó trứng gà nữa, đậu phộng. Đâu ra trứng gà bây giờ? À hình như nãy mình đi qua chỗ kia nhưng có trứng gà. Để quay lại kiếm coi. Any months later. Ê, xong rồi. Mong là trời nó không có sáng nhanh. Mình phải cần hy vọng. Biết là chúng ta có hy vọng là được. Ok, mình có thể áp dụng. Ô, bộ vàng. Ô, mình bỏ cái màu vàng vô là một thể đào nhanh nè. Hay. Cái này rất là cần thiết. Để coi đào nhanh không. Không phải cái này. Ơ, mình thấy cũng nhanh mà, phải không? Mình thử có cục đá không. Cục đá bên đây mình thử coi đào nhanh không. Cũng nhanh phải không? Mình không biết, phải không? Mình không rõ nhưng mà nó có chức năng là bội vàng nè. Có vài dây à, mình lấy ra đi để tiết kiệm. Để mình, hiện giờ mình đâu có cần nó đâu. Thì mình sẽ bỏ những thứ không còn thấy cho cuộc đời của mình ra. Đây, tịch thu. Chỗ này có lẽ mình sẽ cần. What the fuck are you doing? Bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái lọ thủy tinh. Chúng ta có 3 cái lò thì chúng ta thể tìm nước. Nước kia rồi, chúng ta còn có nước. Ở trong rừng là luôn luôn có nước nhưng mà không có mía.
đậu phộng. Đi sáng giờ mới có nướng à? Đây, chúng ta có thể làm cho mình cục bông gòn nha, nha. Đây, bây giờ chúng ta đầy đủ đồ rồi á. Bây giờ chúng ta có thể làm cho mình thiên đường. Đây là hai cái đường chúng ta. Đậu phộng đòi hỏi chén nữa. Không sao không sao. Bốn cái chén luôn cơ mà. Đùa. Đây, có gì bỏ hết vô. Đây, cái trên cùng là bỏ lọ nước. Stack được không? Không stack được. Chúng ta có cục bông gòn, lấy. Để tiếp. Cục bông gòn. Rồi, coi như là xong rồi đó. Thì chúng ta đã có bông gòn rồi, thì chúng ta có thể lấy sắt á để làm cục bông gòn. Sắt đây. Cái này ra một hành sắt. À, mình nhớ là trong đây nó có cho mình vài thứ, bỏ ra coi. Tại sao mình lại cất mấy cái thứ này trong người đó? Đậu phộng, cái này để sau đi. Đá để sau luôn. Mình nghe tiếng gì đó. Oh, trời gần sáng rồi, hay à. Họ cần ngủ luôn. Chúng ta sẽ làm cái gì đó. Đây, có cái stick nữa nè. Và chúng ta có cái nồi mà mình chưa biết xài cái nồi như thế nào, bỏ vô đây. Mình có thể cất bớt những thứ này vô. Ô, cất vào thì nó không bị stuck nè. Nhìn có vẻ hay. Nhìn có vẻ hay. Ok, làm thêm một cái nữa. Chơi cái này tốn sắt lắm các bạn ơi. Mình rất là tiếc về đồ này. Đây. Tại sao mình nướng không còn không mà cũng cần stick. The fuck. Ok. Chúng ta có trả lửa nè. Trời sáng rồi, chúng ta không còn không khí nữa. Ok, không sao. Chúng ta có thể ngồi trước lửa và thưởng thức máy ấm gia đình. Đây. Đây. Rồi chúng ta sẽ ngồi lên đây và nướng. Nướng được không? Nó không cho nướng nè. Thì mình để vậy cho tượng trưng thôi. Thì ok, nếu mà hết series này của mình á thì nhớ like và subscribe để mình có tin tức nha. Thì cái video này á, nếu được 300 like trở lên á thì mình sẽ làm tiếp tập 2. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.